Mourinho được ca ngợi là thiên tài sau trận thắng Juventus. Báo Italy Corriere dello Sport đánh giá cao dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Jose Mourinho trong trận Roma hạ Juventus 1-0 ở vòng 25 Serie A ngày 5 tháng 3. Chỉ có kẻ ngốc hoặc thiên tài mới đấu Juventus theo cách mà Mourinho đã làm, Corriere dello Sport viết. Với chiến thuật mà ông ta áp dụng, nếu thắng, mọi người sẽ ca ngợi bạn là thiên tài. Nhưng nếu thua, bạn sẽ bị gọi là thằng ngốc trong ít nhất một tuần. Trên sân Olympico ngày 5 tháng 3, Roma thành công với lối chơi gai góc và thực dụng quen thuộc của Mourinho. Họ chỉ cầm bóng 40%, chuyển 390 đường, dứt điểm 2 lần với 2 cú trúng đích. Thông số này của Juventus lần lượt là 60%, 564 đường chuyền, 14 pha dứt điểm với 5 trúng đích. Nhưng Roma hiệu quả hơn khi ghi bàn duy nhất đầu hiệp 2. Đón bóng từ Brian Cristanti, trung vệ Gianluca Mancini căn chỉnh một nhịp rồi dứt điểm từ khoảng cách 25m đưa bóng đi chéo góc ngoài tầm với cầu thủ môn Wojciech Szczesny. Corriere dello Sport bất ngờ với cách sắp xếp đội hình xuất phát của Mourinho khi xếp Lorenzo Pellegrini và Jorginho Wijnaldum hỗ trợ trung phong cắm Paulo Dybala trong sơ đồ 3-4-2-1. Theo Zazzaroni, huấn luyện viên Bồ Đào Nha giữ nguyên đội hình đầu hiệp 2. Không từ bỏ ý tưởng ban đầu và đã chứng minh những lựa chọn này là chính xác với bàn quyết định của Mancini. Cũng theo Corriere dello Sport, Mourinho tung hai tiền đạo Tammy Abraham và Andrea Belotti vào sân cuối trận để chờ những pha phản công, qua đó giảm áp lực cho hàng thủ. Nhưng báo Italy cũng thừa nhận Mourinho và Roma đã gặp may mới giành 3 điểm quan trọng vì Juventus 3 lần bị khung gỗ từ chối bàn thắng. Trang Football Italy thì đánh giá cao khả năng phòng ngự của Roma trên sân nhà. Đoàn quân dưới trướng Mourinho mới lọt lưới 5 bàn qua 12 trận Serie A tại Olympico mùa này, thành tích chỉ kém Barca tính trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Thầy trò Xavi chỉ thủng lưới 1 bàn qua 12 trận trên sân Camp Nou tại La Liga. Đứng thứ 3 là Inter với 6 bàn thua qua 13 trận Serie A tại Giuseppe Meazza. Torino, Bayern Munich, Union Berlin, Real Madrid, Chelsea, Man United, United và Newcastle đều thủng lưới 8 lần trên sân nhà mùa này. Các câu lạc bộ ngoại hạng Anh thi đấu 12 trận trên sân nhà, trong khi các đại diện Bundesliga, Torino và Real mới đá 11 trận. Dù vậy, sau trận thắng Juventus, Mourinho nhấn mạnh Roma thắng nhờ các cầu thủ cống hiến 100% sức lực chứ không phải vì lựa chọn chiến thuật của ông. Huấn luyện viên Bồ Đào Nha cũng phủ nhận việc Roma chiếm ưu thế trong cuộc đua top 4 và muốn tập trung cho từng trận, bắt đầu với màn tiếp đón Real Sociedad ở vòng 1/8 Europa League ngày 9 tháng 3. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.